sáng thức dậy thường lo hay tính toán, việc nhà bên nung đâu đó chu toàn, dọn dẹp cho xong rồi còn phải lo chồng con. Những năm tháng thanh xuân chẳng còn son, trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhận ra em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy, mẹ sẽ là ô chở che cuộc đời khắc khăn sau này. Dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất bi thương, mẹ biết giữa em đây. Vợ chồng tôi sáng giờ gây lộn sùm hết trơn á. Mà phải chi gây lộn cái chuyện lớn thì không nói tôi không tức. Còn đằng này cái chuyện có nhỏ xíu mà cũng gây lộn nữa. Chuyện gì chuyện nói gì? Nghe đi. Nói đi. Một miếng uống thuốc mới hết bệnh được. Em bên nè, một miếng uống thuốc mới hết bệnh được. Trời ơi. Trời đất ơi, tưởng chuyện gì to tát. Gia Minh không chịu uống thuốc. Đây, bác sĩ Nhi Hạ Quyên cứ mang đến phòng khám của Hạ Quyên, Hạ Quyên tất sẽ có cách cho Gia Minh uống thuốc. Em nghĩ dễ mà, Gia Minh là con nít dụ dỗ có nào mà không uống thuốc được. Cầm rồi nè Khánh Ngọc, em chưa có con cho nên em không có hiểu được đâu. Ê không nha, trong chuyện này tôi đồng ý với Khánh Ngọc đó, con nít là con nít, cứ dụ theo cách của con nít là được à. Đúng rồi, không có chuyện gì mà căng thẳng hết. Ừ, bây giờ tôi có cách này ha. Bây giờ mình đánh cược đi, Khánh Ngọc với Hạ Quyên, ai là người dụ cho Gia Minh uống thuốc thì mình sẽ có phần thưởng thôi. Phần thưởng gì? Ý đó cũng hay đó. Được rồi, nếu như ai mà dụ được Gia Minh thì tôi sẽ thưởng cho một bộ mỹ phẩm trị giá 1.000 đô. Trời ơi. Mặc dù em là người thiếu kinh nghiệm nhất ở đây, bởi vì em chưa có gia đình cũng như chưa có con, nhưng mà cái bộ mỹ phẩm 1.000 đô nó hấp dẫn quá. Chắc bị ghi danh luôn quá. Tại vì một người mẹ thương con là phải như vậy. Tôi vì sức khỏe của con tôi cho nên tôi chơi xả láng. Trời ơi. Chị Hạ Quyên. Được rồi, được rồi. Sao? Thôi được rồi, bây giờ nha, tôi giao cho Khánh Ngọc trước. Khánh Ngọc xử xong đi, rồi được hay không, lúc đó tới tôi. Trời ơi, chơi đẹp quá. Rồi, quyết định gì đi. Gia Minh ơi. Gia Minh ơi. Con thấy sao rồi? Ừ, con mệt hả? Mệt hả? Giờ cô Ngọc cho con uống thuốc nha. Không, mình đang bị bệnh á, mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh được nha. Nè, thuốc nè, uống thuốc nha. Gia Minh giỏi uống thuốc nha. Rồi rồi, mình không uống thuốc nha. Nè, bây giờ nè, Gia Minh nhắm mắt lại nè. Đúng rồi. 2, 3, mở mắt ra. Tên tên. Con thích không? Nè, cho con nè. Trời ơi, thích quá hà. Thích quá hà. Nè, bây giờ mình để em kế bên đây nha. Đây nha. Con có thích con mèo không? Vậy con uống thuốc nha. Nha. Không thích uống hả? À, bây giờ con thích cái gì nè? À, đúng rồi. Nhà mình thích ăn kẹo không? Con Ngọc cho mình kẹo nè. Đây, con muốn ăn mấy cục kẹo? Được, cho cho mình 3 cục luôn. Cho cho mình 3 cục luôn. Cho con 3 cục kẹo luôn. Thôi, mình có kẹo rồi. Mà bây giờ mình uống thuốc xong, mình ăn kẹo mình sẽ không thấy đắng. Con uống thuốc nha. Uống đi. Nè. Đi mà, hơi năn nỉ luôn á. Con Ngọc năn nỉ luôn. Uống thuốc nha. Ôi trời, nè, uống thuốc nè. Dạ mình ơi, hạ miệng ra uống thuốc nha. Hai được rồi. Bây giờ con ngồi dậy đi, con ngồi dậy đi. Con có mệt không? Ngồi đây nè. Bây giờ mình chơi nha, chơi nha. Con biết chơi chi chi chành chành không? Dạ mình chơi chi chi chành chành với cô nha nè. Để ngón tay vô, 2, 3. Đây nè. Chi chi chành chành cải đanh thổi lửa, con ngựa đức cương ba vương ngũ đế cấp.
kế đi tìm ù à ù ập. Ôi hay quá, Gia Minh giỏi quá. Vậy giờ mình uống thuốc nha. Bây giờ cô Khánh Ngọc sẽ kể cho con nghe một câu chuyện bổ tích nha. Con muốn nghe chuyện gì nè? Chuyện ma. Chuyện ma? Con chơi lớn dữ vậy luôn hả? Được rồi, bây giờ cô Khánh Ngọc sẽ kể cho con nghe một câu chuyện ma. Ngày xưa, ngày xưa, trong một cái ngôi nhà nọ có một cô bé. Cô bé đó rất là xinh đẹp, nhìn y chang như Gia Minh vậy đó. Nhưng một ngày nọ cô bé Gia Minh đó bị bệnh. Xong mà cô bé không chịu uống thuốc. Thì bỗng nhiên có một con ma xuất hiện. Ta hỏi nhà ngươi bây giờ, nhà ngươi có uống thuốc hay không? Uống thuốc không? Câu chuyện tới đây là hết rồi. Từ đó về sau con ma không bao giờ xuất hiện ở nhà cô bé Gia Minh nữa. Trời ơi, trời ơi chị, em đã cố gắng hết sức và em thực sự cảm thấy là bấn loạn luôn á. Trời ơi, em mà đi chịu thua một đứa nhỏ. Chị ơi, em hỏi chị nha. Em múa, em hát, em cho bánh, em cho gấu, em cho hết tất cả mọi thứ vậy em đó. Bây giờ con thích chuyện gì thì cô Khánh Ngọc kể cho con nghe. Chị biết Gia Minh trả lời em sao không? Thích chuyện ma. Có đứa con nít nào thích chuyện ma không? Em kể chuyện ma cho Gia Minh nghe. Thì đó, em cũng kể chuyện ma. Và sau khi em kể chuyện ma xong rồi thì em bỏ tay. Trời ơi, khoan khoan khoan, nhưng mà dẫu sao Gia Minh cũng là một đứa con nít. Chị không nghĩ là mình không có cách. Em thật sự không còn cách nào khác. Chà, căng dữ vậy đó hả? Đang làm cái gì vậy? Đang làm luận án. Chào con. Vậy là em chịu thua Hạ Quyên rồi. Thua hả? Ừ. Chưa chắc đâu. Em nghĩ chắc chị Hạ Quyên cũng không chịu nổi Gia Minh đâu. Ừ, nếu với tình hình như vậy thì cũng có thể. Đợi thử coi Hạ Quyên làm sao nha Gia Minh. Em cũng nôn nóng đợi coi. Ừ. Vợ chồng tôi bây giờ là bó tay với Gia Minh rồi đó. Ngay cả Khánh Ngọc cũng vậy nữa. Cho nên cả nguồn sống gia đình của tôi bây giờ trông cậy vào bà đó. Bà bị thấy ghê quá à. Thôi được rồi, đừng có lo. Bây giờ á, Gia Minh để đó tôi lo. Con ngồi đây. Nãy giờ cô dắt con đi thăm mấy bạn vậy á, con có thấy thương mấy bạn không? Dạ thương. Thương hả? Con thấy mấy bạn đó làm sao? Dạ ốm yếu gầy gò. Ốm yếu gầy gò hả? Con thấy tội nghiệp không? Mà con có biết tại sao mấy bạn đó bị ốm yếu gầy gò không? Con không biết hả? Cô nói con nghe nha. Tại vì mấy bạn đó không chịu nghe lời ba mẹ, không chịu ăn thịt cá, không chịu ăn rau củ, rau quả, nên bị ốm yếu vậy đó. Con có sợ không? Dạ sợ. Mà mấy bạn đó hả, khi mà bị bệnh lại không chịu uống thuốc nữa, nhè thuốc ra, nhả thuốc ra, không nghe lời ba mẹ, nên bị nằm ở đây nè. Con có sợ không? Dạ sợ. Vậy á, bây giờ á, mai mốt con về nhà á, con phải nghe lời ba mẹ, ăn uống đầy đủ vô, nghe không? Dạ. Rồi con có chịu uống thuốc không? Dạ chịu. Chịu luôn phải không? Vậy là về nhà phải ngoan nghe chưa? Dạ. Nghe lời ba mẹ uống thuốc với ăn uống đầy đủ nha. Dạ. Rồi, yeah với cô nè. Mình là cô sẽ làm một phép ảo thuật biến cái trái này thành trái thần kỳ. Khi con ăn vào, con sẽ trở nên xinh đẹp và sức khỏe tràn trề. Mình là biến trái này thành trái thần kỳ. Yeah. 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 Tí nữa mình ăn nha. Rồi bây giờ á, cái này cái gì ta? Thơm quá nè. Thuốc nhưng mà rất là dễ uống đúng không? Đây. Wow, một muỗng nữa nha. Giỏi quá, giỏi quá. Yeah, và tiếp. Yeah.
buông xuôi để lo cho chính ta. Ngày ngày ra phố mua sắm là cả, tụ tập quan gia trò chuyện với cô bạn thân, chẳng còn muộn phiền, chẳng còn lo toan sớm khuya. Trong đôi mắt thế giới ngoài kia em đây mạnh mẽ đến nhường nào, chẳng điều gì có thể ngăn được em trên chặng đường phía trước. Vậy mà đêm xuống bỗng nghe lòng mình thật yếu đuối, chẳng ai ngoài em nhìn xa em rất mong manh. Nhưng dù tất cả em vẫn ở đây vẫn thật hạnh phúc như em từng, vì cạnh em có những thiên thần em luôn yêu thương biết mấy. Mẹ sẽ lỗ chở che cuộc đời khắp gần sau này, dù em nhỏ bé nhưng em vẫn rất vì thương mẹ biết giữa em.